人做我替身，完全自信心，时常能面对良心，天不会灰暗，或许是功不抵过，也不会疑问，一片真后成全便要牺牲，谁明白我心，论常和义利难分，不知怎去做人，一心想不施公正，却不顾你的情感。愿某日我活得地分天暗，盼给每一吻温暖不要问。如我没法去继续多风姿，还望你没有害怕跟我接近。Anh bỏ con dao xuống trước, có chuyện gì thì tự nói. Tại sao? Tại sao em gặp anh là em có con với anh chứ? Em còn muốn đám cưới với anh, là nó là sẽ đám cưới với anh. Tại sao em gặp anh hả? Tại sao? À. Anh phải biết, nếu cô bị thương anh sẽ bị thêm tội đó. Có thêm tội thì sao chứ? Tôi vì con tiện nhân này đã mất sạch tất cả rồi, tôi còn gì mà lưu luyến nữa. Còn khốn nạn này, là mày đã hại tao, là mày. Khốn nạn, mày có biết là tao vì mày mất sạch tất cả hay không? Nó đáng chết, nó đáng chết mà. Tôi phải giết nó, nó đáng chết. Buông ra, buông ra, buông ra, tôi phải giết nó. Sao? Xong hết rồi à? Lương Lạc Quang đã thừa nhận ăn cắp phương trình di tính để ảnh hưởng tới kết quả của bốc thăm. Còn Tất Khiếu Nhi cũng thừa nhận là cấu kết với Lương Lạc Quang, lợi dụng công ty để áo vàng hối lộ để giúp khách hàng lấy được nhà muốn mua. Thì ra cả câu chuyện tội nghiệp nhất là Vũ Anh Đông. Hắn vốn không có lợi ích gì hết, chỉ là bị Tất Khiếu Nhi lợi dụng thôi. Nhưng mà quan hệ của thể xác có phải là lợi ích hay không? Người đàn bà này có đáng hay không? Chuyện này thì phải Vũ Anh Đông mới biết. Dù sao đi nữa thì cũng đã kết thúc rồi. Tôi rất hài lòng về biểu hiện của anh chị. Vâng à, anh làm rất là khá. Phải vậy mà madam. Liều mạng đi. Quy à, cô cũng khá lắm. Thank you madam. Chị thiệt là lao mình hiến thần hả? Anh luôn, đừng có tí lì nữa, đi mua cà phê đi. Hả, tôi? Tôi đãi. Hey, madam đãi, chuyện hay quá, hay quá. Quy à, công sự liêm chánh là công tác chung, đừng có hành động riêng rẽ. Tôi sẽ nhớ là madam. Madam nói gì vậy chị? Cô nói đàn ông công đấu với đàn bà, biểu anh ấy chịu tôi một chút. Hey, tôi uống cà phê. Vô đi. Đang làm gì hả? Sếp làm xong rồi, có gì kiếm tôi hả? À, xong rồi. Họ đã đi hết rồi. Vậy sao? Phải, tôi chợt nghĩ ra có một quán cà ri rất là ngon. Không biết cậu có thấy thú không?
Cà ri, nhưng mà tôi sợ cay lắm. Vậy Vậy lần sau nha. Thế kệ đi, không làm phiền nữa. Người ta đâu có nói là không ăn, thì kệ mấy món không cay là được rồi. Alo, muốn ăn bánh đậu? Cô không ăn cà ri á, thì tôi phải ăn chay rồi. Sức cư Madam, Mỹ Đức vừa mới gọi cho tôi, nói là muốn ăn bánh đậu, nhưng mà xe của tôi đã bị hư rồi, đã đem đi sửa. À, tôi biết chỗ nào có bán mà. Tôi đưa cô đi nha. Vậy cảm ơn anh. À không gì. Ngon lắm. Ngon lắm biết không? Bà vừa nói là thích ăn món này, còn mua tới cho bà liền. Uầy uầy, đâu phải con mua. Sao lại không phải? Ê, là cậu mua mà. Con cũng có phần mua cho bà ăn đó mà. Cứ được chưa? Bị đứa muốn ăn bánh đậu hả? Mai mốt mua thiệt nhiều tới nhau. Ê, nấu như vậy mới phải chứ. À muối à, không biết hôm nay à đã tới kiếm bà không? À gì ba? Chú Bảy đó. Chú Bảy? Sao con không nhớ già vậy? Còn lãng trí hơn bà nữa đó. Nè, hồi con còn có chút chí, ổng thường hay bồng con đãi con ăn kem đó. Đãi con ăn kem? Ổng lấy chiếc xe ba bánh bán cà rem ở bến đò Tam Giác đó mà. Ờ, chú Bảy bán cà rem có phải không? À, rốt cuộc con đã nhớ hả? Ở chiếc đồng hồ này hồi bà với ổng còn trẻ, mỗi người có một chiếc đeo đó. Bà thường hay nói với con đó mà. 20 mấy năm rồi, không ngờ lại được gặp lại. Hôm nay em tới thăm bà hả? Không phải. Vậy tại sao lại gặp? Nằm mơ. Nằm mơ? Phải mà. Ông nói là muốn gặp bà. Vậy thì dễ thôi, tối nay bà ngủ sớm đi, vậy là sẽ được gặp ổng ngay. Ờ, nằm chim bao thôi, đâu phải là thiệt chứ. À Muối à, con sẽ dẫn Bí Đức đi gặp chú Bảy chứ hả? Cô đi đâu kiếm chú Bảy đây? Thì cũng là tới bến đò Tam Giác để coi thử thôi. Cô nói thiệt hả? Nếu không đi thì Bí Đức sẽ không có được yên lòng. Thì coi như để ổng đi dạo phố thôi. Không thể nào đâu, sao kiếm nãy giờ mà ổng ra vậy? Bí Đức à, chỗ này là bến đò Tam Giác rồi, bà có nhớ lộn hay không? Không đâu, phải ở khu này mà. Nhưng đã đi kiếm khắp nơi rồi, đâu có thấy. Ông bán cà rem ở đây đó, nhất định là kiếm ra ông mà. Đi đi, biết đâu được ăn cà rem miễn phí. Bảy ơi, anh Bảy cà rem à. Quê anh ở đâu vậy? Anh Bảy. Bí Đức à, đã kiếm lâu vậy rồi, có thấy mệt hay không? Hay là ngồi xuống uống nước đi nha. Không được, kiếm ra anh Bảy rồi em uống có được không? Phải đó Bí Đức à, đi nãy tới giờ rồi không có thấy mệt hay sao? Biết đâu chừng chú Bảy đã uống cà phê ở quán nước lân cận. Anh không có uống cà phê đâu, anh thích uống sữa tươi. Đúng ha, chú Bảy rất là thích uống sữa tươi. Hay là mình đi mua sữa tươi đi. Nè, tôi sao không, không sao chứ? Có sao không? Tôi không sao. Con mụ này cũng muốn chạy hả? Đi theo tôi. Ê, hãy tôn trọng đàn bà một chút. Tôi gầy gò vợ tôi mắc mới tới cô chứ. Anh đang hiếp đàn bà ngoài phố là không được. Bà là vợ của tôi muốn chơi sao cũng được. Cô hai, có cần gọi cảnh sát không? Tôi... Hỏi bà đó, trả lời đi. Tôi không cần. Nghe chưa? Đi! Đi! Tôi ghét nhất là đàn ông ăn hiếp đàn bà. Hết cách thôi, cô đâu có chịu bắt cảnh sát. Bà đâu mất tiêu rồi? Anh Bảy. Anh Sương. Anh Bảy. Anh Bảy. Ê, anh Sương. Ê, giờ đã 20 mấy năm rồi không gặp anh ha. Rốt cuộc tôi đã kiếm ra anh rồi. Bí Đức. Bí Đức à, chị nhau đi kiếm. Tôi kiếm bên này. Được mà. Bí Đức. Bí Đức.
sao đây kiếm không thấy. Chết rồi, không biết đi đâu nữa. Bình tĩnh lại bà, qua bển coi coi. Nè, chiếc đồng hồ này à, năm đó tôi mua chung với anh đó, anh có nhớ không? Vẫn còn chạy đó. Coi nè, chạy tốt lắm, chiếc của anh đâu? Ê, chiếc của tôi đã hư lâu rồi, đâu có tốt như là cái chiếc đồng hồ của anh chứ. Sao chứ? Ui, anh có người nhảy xong kìa. Anh đi, anh đi coi, đi coi, đi. Mình qua coi. Bây giờ nhiều được có người chết rồi, chắc là tự tử quá à. Sao không tự tử vậy hả? Biết là ai quá. Không biết có ai cứu không à? Có ai nhớ không ha? Ai giết người đi, tội nghiệp quá mà. Chết rồi. Là mình chết rồi, có ai đang không vậy? Làm gì vậy? Của bà đó, ông không có biết bơi. Đánh gương. Ê, cái ông này gan quá, yếu nữa à. Không biết cứu được không đây, ráng lên đi. Ây, nước sâu lắm đó. Ồ, mày quá hả? Nếu không có bị cái tên tài xế này tông chết rồi. Phải, mày là nhảy kịp thời thôi. Bà. Còn muối. Anh Cương à, bà đã không có sao. Hên quá hả? Cái năm 67 mình còn ở bến đò Tam Giác. Lúc đó cảnh sát bắt người bạo động đó mà. Còn nhớ không anh Bảy? Ê, nhớ, sao lại không nhớ chứ. Khắp nơi đều là lựu đạn hết. Mình đi đường á cũng phải coi chừng mà đi. Mà anh còn để chiếc xe đẩy, chiếc xe bán cà rem đi khắp nơi. Anh thiệt không biết chết đó mà. Sợ cái gì chứ, kiếm cơm mà. Ngừng bán đủ cơm ăn, phải không hả? Ê, hết trách thôi. Gần 30 mấy năm rồi, chuyện gì cũng đổi thay hết. Chỉ có trà sữa ở đây á là không có hề đổi thay thôi, vẫn thơm ngon như xưa. Thấy chưa, chú Bảy thích uống trà sữa chứ đâu có phải uống cà phê đâu. Bạn cuối cùng đã tới. Tôi đã đánh từ nhà tới cho mau rồi. Coi anh kìa, đầy mồ hôi không hờ. Cảm ơn. Ê, ba cô chưa nói chuyện xong hả? Bạn thâm giao 30-40 năm đó mà, mới kể được có 6-7 năm thôi. Vậy là tha hồ mà nói đó. Anh cậu nè, biết được chú Bảy nói chuyện gì hả? Thì chiếc đồng hồ này hồi sáng còn tốt lành lắm, bây giờ bị đạp cái bị hư rồi. Ê, anh đã hư tôi rồi. Cái đồng hồ lúc trước mua chung với anh 10 mấy năm trước đã bị hư rồi. Vì vậy bây giờ hai chú muốn mọi người có làm một chiếc không? Quầy, bảy giờ chiếc này như khá lắm đó. Wow, chiếc này cũng đâu có tệ chứ. Không cần gấp, chọn từ từ nha, chúng tôi còn nhiều kiểu lắm. Cái chiếc này giống cái kiểu mấy mươi năm trước của mình đó. Quầy, cái chiếc này thì tân thời hơn. Chọn đồng hồ đâu có cần phải chọn tới 30 năm. Phải chọn kỹ cho. Đây tôi đi dẫn ngồi. Con nít là tôi đẹp nhất đó mà. Vẫn chưa chọn được hả? Chưa. Để cháu chọn giúp cho. Hai chú là bạn tham gia đó mà. Cho đồng hồ dĩ nhiên phải cho một cặp. Cặp đồng hồ này là vừa cho hai chú. Hiểu bạn già, chú một chiếc, bác một chiếc. Đeo nó lên là nhớ tới nhau, suốt đời cũng bất biến đó mà. Vậy thì phải. Câu này thiệt đúng đó. Thiệt là đẹp quá. Đẹp thiệt chứ. Bác hai, rể của bác thiệt là khéo chọn. Chọn nhà một chiếc là thiệt là dự ý của bác. Anh hiểu lầm rồi, tôi là bạn trai của con gái ổng thôi. Ra là rể tương lai hả? Cũng vậy thôi. Hay là cho một cặp đồng hồ người tình đi, tôi tính bớt cho anh nhiều. Ba, ngồi đi ba. Bí Đức à, đã đổi bình nước rồi đó. Bác tự uống được chứ? Được mà. Quay, Thanh kêu du. Làm phách đi. Tối nay trời trở lạnh có biết không? Phải đắp chăn ngủ đó nha, nếu không sẽ bị lạnh. Ây da, sao dạy lại ba? Con còn nhỏ ai đắp chăn cho con đây? Đồng hồ của ba đâu? Thì ở đây nè. Thằng Cương thiệt tốt quá ha, chọn chiếc đồng hồ đẹp như vậy cho ba.
Phải rồi, phải rồi. Từ lúc mua về đã nói 30 mấy lần rồi. Phải mà. Nếu tốt thì sợ gì người ta nói. Mà nói cái gì? Sao con lại không hiểu? Con hiểu mà. Người này được đó. Đừng có bỏ lỡ đồ tốt đó. Bà đừng có nói bậy. Ít ra nó bận tâm cho người già. Tốt với người già. Không có giống thằng Lý bất cờ mất dịch đó. Bà lại nói bậy nữa. Ngủ đi. Chuyện gì vậy? Tôi bị dính đồ ăn hả? À không phải. Tôi chỉ thấy hôm nay như là một giấc mơ. Ý của anh muốn nói là hồi sáng thì phải nhảy sông, rồi thì làm tài xế, bây giờ thì tới một quán ăn đẹp như vậy để ăn cơm. Hôm nay bị Đức dường như là được vui lắm. Đã lâu lắm rồi không có thấy ông vui như vậy. Giờ cứ khen một người. Như vậy tôi thiệt may mắn hả? Không biết. Nhưng mà tôi sống muốn nói một câu cảm ơn với anh. Là thiệt đó. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Vậy bữa cơm này tôi đãi. Thà là để bữa sau nha. Tôi sẽ hẹn sẵn với cô. Có thể mời cô ra nhận bản không? Không ngờ cô nhảy khá như vậy. Lúc mà còn học đại học, mỗi lần đi vũ hội tôi không có ngồi. Điều này tôi đoán ra được. Anh cũng hay đoán chuyện quá ha. Tôi còn đoán ra đã có nhiều người tới cùng cô. Lý Bích Cơ có phải là một trong những người đó không? Tôi nghe bị Đức nói thôi. Anh là bạn trai của tôi. Lúc trước chúng tôi quen nhau ở tại đại học. Sau đó cặp kè. Tốt nghiệp rồi cùng ra ngoài để làm việc. Lúc đó rất là vui vẻ. Nhưng mà chuyện đó qua lâu rồi. Chúng tôi đã chia tay và đã lâu không gặp. Vậy sao? Có phải là cũng giống như anh và bạn gái của anh hay không? Em nói gì thế hả? Nếu không làm sao nghe được điện thoại của anh? Không, có câu hỏi này định hỏi em. Chuyện gì vậy? Mình có phải một trời một đánh quậy không? Anh nghĩ thế nào? Để coi sao. Hết chuyện rồi, ngủ sớm nha. Ngủ ngon. Nè, lái xe cẩn thận. Bye bye. Quán karaoke hộp đêm bị người ta khiếu nại. Hả? Trùng mập của nhà báo trái cây đã giới thiệu hộp đêm này, trong đó chơi điên lắm, còn có nhiều gái Bắc chứ là gái bản xứ. Tuyên truyền thôi, nhìn bề ngoài chẳng có phân biệt gì. Anh luôn nói rất là đúng. Hộp đêm này thì có vấn đề. Các cô gái làm công quán ở đây đều là những người cư trú quá hạn hay là phi pháp, còn về gái bản xứ thì là những cô học sinh chưa có đủ tuổi. Thiệt điên đảo. Ai tới khiếu nại nhiều? Là gia trưởng phát hiện con gái của mình không có đi học. Sau đó cùng thầy giáo tới quán karaoke này kiếm được con của mình, rồi báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới quét, phát hiện các gái Bắc và con học sinh ở trong hộp đêm này mất tích hết, chỉ còn lại mấy cô công quan 30 mấy tuổi thôi. Sau đó các gia trưởng tới khiếu nại với các nghị viên khu, nói là lực lượng cảnh sát có người câu kết với karaoke. Như vậy trước mắt mình phải làm gì? Mình phải điều tra trong đó có nhân viên cảnh sát nào đã tham lam hối lộ phòng ngành tư pháp công chánh không. Sếp Cương, sếp phải phân phối công việc. Anh Quê, anh Luân, tôi sẽ cùng hai anh lên cùng hoàn cảnh. Chị Nam, lần này không có phần chị. Sếp Cương, vậy còn tôi? Chị Anh Văn phụ trách ở dưới theo dõi.
Sẵn. Cái thùng nè. Ê, từ thùng bắt sẵn nè, thì ăn hết rồi chứ gì. Lặng chút nè, bảo vậy làm sao coi. Ê, lặng chút nè, quá vậy. Dẹp đi. Cái hồn ngầu quá đi. Dẹp. Làm việc. Nè, còn chơi hả? Làm việc mau đi, để lắc mới chơi nha. Nè, để lắc mới coi nha. Phòng số 3 đó, tụi đi đi hả? Ừ. Ế Mai à, phòng số 5, khách quen kiếm em đó. À. Ế quà, phòng số 5, tụi đi đi nha. Tiên tiên tiên. Ê đi đi. Coi chị đến nhà khóc sưng cả mắt rồi. Đắp bao nhiêu phấn cũng bù công lại. Đau lắm hả? Gạt tôi hả? Bị anh Hùng đánh kiểu này mà kêu không có đau. Tá biểu đừng chạy loạn mà. Thật ra tôi bỏ trốn cũng là muốn gặp bà ngoại của tôi thôi. Tôi xuống tới đây thì bà đã chết rồi. Ở Hồng Kông chỉ còn bà nội một người thôi. Thì chị hãy ráng tiếp thêm mấy người khách nữa đi. Ba chị làm ma đâu có thể giúp nổi chị. Nè, tôi nói cho chị nghe nha. Chị hãy kiếm thêm tiền, trả tiền cho đám kỹ đột đó, thì chị đi kiếm bà nội của chị. Nhưng mà tôi sợ quá. Tôi sợ sớm muộn có ngày bị người ta bắt trở lên trển. Chừng đó tôi không có cơ hội gặp lại bà nội của tôi đâu. Sợ hả? Sợ cái gì? Hay chị sợ không đủ tiền trả hết cho bọn đó còn hơn? Nè, đừng có làm trái ý của anh Hùng nữa, hợp tác chút đi. Chừng đó chị được tốt, anh cũng được tốt. À, anh Hùng. Anh Hùng tới rồi. Anh Hùng. Anh Hùng. Coi sao đã. Ê, vẫn giống con người. Hey, anh Hùng à, đừng lo. Tiểu Lý không dám chạy loạn nữa đâu. Có giỏi chạy thêm lần nữa đi, tao chém chết đó. Chào anh B. Chào anh B. Sao đi? Cái đám cái này nghe lời chứ hả? Không gì, ngoan hơn con chó. Có khách tới, kêu họ làm việc đi. À, làm việc. À Hồng à, ngoan nha, làm việc đi. Ra liền. Ra đi, đừng có chơi nữa. À, Lệ à, làm việc nha. Ngoan đi hả? Đi đi. À, ba ông chủ. Tiểu Hồng, Tiểu Lệ với lại Wendy có phải là đẹp không? Chào ba ông chủ. Nè, qua ngồi với ông chủ đi. Qua đi. À, chơi cho vui vẻ nha. Vậy được. Thấy em như là quen mặt quá. Đây cặp ở đâu vậy? Vậy sao? Wow, cái miệng bao qua như vậy chắc hay tới đây cô gái hả? Tôi giống sao? Giống đó. Coi tướng em nha, nói giọng của chưa đúng. Có phải vừa bơi lội xuống đây hay không? Phải, áo kem vẫn còn ướt mà, có muốn sợ không? Được mà. Tiệt đồ quỷ. À, nhìn tướng cô như là chưa đủ tuổi đó. Đủ tuổi chưa? Dạ đủ rồi, 18 tuổi, có tin không? Có thiệt không? Đừng có hỏi nhiều, chơi xí ngầu đi. Chơi thì chơi, ngán cô sao? Nè. Uầy, đã tới bao lâu rồi? Đơn trình hay là song trình đây? Hờ, chắc là lao công chờ đen. Dĩ nhiên là đơn trình rồi, mấy việc phi pháp chúng tôi không có làm đâu. Phải đó, phải đó. Có cần coi căn cước hay không đây? Em dám lấy ra là anh dám coi. Dễ giàu gì, muốn biết em mấy tuổi hả? Hay hát đi, hát nha. Ờ, à, đúng rồi, đi. Hát đi. Hát đi. Vô đi. Anh B. Nè, đoạn này tôi đọc rồi. Kêu thằng trùm mập viết thêm vài bài đi. Nhớ đề tên công ty cũng được. Hả? Vậy thì càng làm càng công khai. Lỗi gì chứ, công ty của mình có người coi mà. Chỉ lo là không có khách thôi. Được, em kiếm anh trò chuyện. Còn nữa, kêu thằng đầu trắng ở trên đó kiếm thêm mấy con đẹp đẹp nữa. Được. Nè, mấy con nhỏ bản xứ, hát không hay thì đừng lấy, chịu ngủ thì được. Chị biết. Có tin được. Kêu đem gái giải tán đi. Dạ được, đem lo liệu. À, xin lỗi. Anh Hùng, sao hả? Vô đây nói sao? Nè, yeah. Nói trước nha, phải uống đó, uống đi. Quay à,
Nè, nhớ nha, thua phải uống đó. Chú à, sao đi lâu quá vậy? Ờ, đi toilet thôi. Uống đi. Tiểu Hồng, Tiểu Lệ, quên đi, ra đây chút. Chưa chơi xong mà. Chờ em chút đi, em chơi mà. Nè, em về là phải uống đó. Má Mì à, tại sao gọi hết các cô ra ngoài vậy? À không, đám chị em tụi nó có chuyện bàn thảo. Bà về ngồi chơi chút nha. À, tụi nó sẽ về ngay đó mà. Ngồi ăn trái cây chơi chút nha. À, thì xin lỗi hả, xin lỗi nha. Chờ đến nỗi móc mèo rồi, chờ tới lúc nào đây? Kêu ca cái gì không cần chờ hay sao? Không muốn chờ hả? Thì cuốn gói đi đi. Ngốc. Nói chơi một chút thôi, nhưng sao lại phản ứng lớn như vậy chứ? Tôi biết anh nghĩ sao, buồn chán lắm mà. Không nhìn được thì lên ca hát đi, cần chi làm bộ làm tịch. Nếu như có bài nào hát chị thì tôi sẽ nhào lên hát ngay. Được, nhào lên coi chừng bị té chết nha. Ê, mục tiêu tới. Chuyện gì đây? Đám gái bỏ đi lâu như vậy mà không có về, có phải có chuyện không? Giờ rồi đi ngang hành lang, chỗ này thì có nhiều kẻ bắt với lại học sinh. Vậy tại sao bên phía cảnh sát lại không có điều tra được gì? Cảnh sát xét căn cứ, mời bà về ra. Xin mời. Sếp à, chỗ này có ba người. Làm theo đi. Làm ơn cho con căn cứ. Đám gái ở đây hết hả? Phải, sếp đã thấy hết rồi mà. Sếp hai xin lỗi nha, giấy phép nè. Anh là giám đốc hả? Phải. Tại sao trễ quá vậy? Giờ không bị đám khách kéo ra ngoài ăn đồ thôi. Có giấy phép bán rượu, có giấy phép mở tiệm, tất cả đi học quy cách, hết chuyện rồi chứ. Được vậy thì tốt. Họ như là quen đóng kịch đó. Ba cô gái này, hai người là gái bắt, một người là học sinh. Do anh chàng với lại cô Quy lén quay về. Đáng lẽ chưa để chúng tôi ở trong phòng, nhưng mà chỉ còn một lát thì ra ngoài, rồi đi khuất bóng. Hình này chụp hồi 10:30. 10:35, cảnh sát tới xét giấy phép. Hiện chi khi đèn sáng thì không còn gái bắt nào hết. Còn lại chỉ là những cô công quan 30 mấy tuổi. Vậy có nghĩa là đằng này bắt được tin thì đằng kia đưa đi hết đám gái bắt với là đám học sinh. Madam, cô nghi ngờ là bên cảnh sát có người che chở. Có thể là như vậy. Không gì lạ đâu. Nếu không sao lần đầu tới xét cũng không bắt được ai. Người này là người lần trước bắt giữ người vợ ở ngoài phố. Madam thì lại nhớ vậy. Thật ra họ không phải là hai vợ chồng đâu. Cô gái trong phim là gái bắt, tên cô ta là Tiểu Lệ. Cái tên này là Hùng, là giám đốc ghi danh ở trong quán karaoke. Còn người này? Anh này là anh B, thằng Hùng thì hắn kiếm ăn. Tôi nghi ngờ là bên cảnh sát có người câu kết với họ. Nếu không, tại sao quán karaoke đó cứ không có bị gì? Điều tra lai lịch của anh B này, tôi sẽ tiếp xúc với bên cảnh sát. Yes, madam. Hey, kể đi, kể đi. Đừng hối. Nè, anh chị cũng biết rồi, hôm xưa sếp Trần dạy mình á, xét xe thì nghiêm ngặt lắm. Đúng. Tôi đương nhiên phải ghi nhớ rồi. Rốt cuộc đã kiếm ra được viên hồng xoàn để trong dây an toàn của chiếc xe. Ồ, vậy hả? Cái thằng đó đứng xử luôn. Hay quá, sếp Trần hay thiệt. Hay. Bây giờ anh chị biết khổ tâm của tôi rồi chứ? Dạ biết. Vì khổ tâm của sếp, mình cạn ly. Cảm ơn. Uống hay quá. Nên thiệt nha sếp Trần, sếp cũng đã dạy thằng Quy nhiều ngày đó mà. Sếp Trần đâu phải chỉ dạy mình tôi, còn có nhiều người được dạy mà. Cái lần bắt Lương Lập Quang có tính hay không? Tính chứ. Cô giỏi. Bây giờ kể anh em nghe đi. Đúng rồi, kể đi. Để tôi. Lần đó tôi cùng thằng Quy ra hành động. Thật ra trước đó đã bắt được một tên tội phạm. Sếp Trần dạy mỗi lần hành động đều theo dõi một tên tội phạm, thì là trời xui đất khiến đột nhiên tên tội phạm bỏ chạy. May là thằng Quy nhanh tay, nhà tôi chụp nó mới bắt được mà thôi. Hay quá.
Hình như là còn bỏ sót những điều mà Madam khen tôi. Anh chị đông người như vậy, mỗi người mời tôi một ly. Không phải tôi sai sưa rồi, bây giờ trách thù hay sao? Sao nói vậy chứ? Sếp uống giỏi mà. Cảm ơn sếp đã dạy dỗ chúng tôi. Được. À, được được. Ít như vậy sao? Tối nay phải để cho tụi em trả thù chứ. Phải uống thêm chút nha. Tử Sang, chuyện gì? Không có gì, cô bị sợ thôi. Tử Sang không có gì chứ? Không sao chứ hả? Xin lỗi, tôi phải đi toilet. Tôi đi với chị. Kiệt à, Tử Sang vẫn còn nhớ tới chuyện nhảy lầu hả? Lần trước tôi làm việc với chị làm đổ ly nước thôi, chỉ làm tôi mất hồn. Chuyện này cũng khó trách lắm, dù sao là con gái mà. Nếu như là tôi cũng bị sợ. Phải, lúc đó tôi cũng thấy sợ lắm. Sếp Trần, sếp kiếm tôi hả? Phải, ngồi đi. Sao đây? Ngồi trước mặt tôi không có làm quen hả? Dạ không phải. Tôi đã có nói, rời khỏi học đường tôi không phải là thầy của cô, chúng ta là bạn bè mà. Sao đây? Có đi coi thầy cụ đạo tâm lý hay không? Thật ra cũng không nói đại khái, tôi cũng biết được mà. Cấp trên của cô đã cho tôi coi bản báo cáo rồi và biểu tôi cho ý kiến. Có phải sếp thấy tôi có vấn đề hay không? Nếu như tôi nói không có vấn đề, có phải cô vẫn mang áp lực giảm ảnh này, việc làm trong tổ hành động hay không? Nếu là vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, thậm chí sẽ liên lụy tới những người bạn khác. Thật ra cái tình trạng này, trong lúc thu quấn tôi đã có để ý tới, cho nên tôi đặc biệt nghiêm ngặt tới cô, mong là sẽ có cải thiện. Sếp Trần, có phải tôi thiệt khiến sếp bị thất vọng hay không? Vậy thì chưa chắc. Quan trọng là cho tới bây giờ, cô có phải là vẫn tràn trề nhiệt thành và lòng tin với công việc của ICAC hay không? Quyết tâm quét sạch bọn tham ô, có phải vẫn kiên định không? Phải. Như vậy cô tuyệt đối không khiến tôi bị thất vọng. Cô thì quyết định làm trợ giáo giúp sếp Trần hả? Phải. Sếp Trần nói phương pháp này khỏi phải từ chức, không làm lại có thể phục vụ cho xã hội. Thiệt là một công hai việc đó mà. Nói như là vĩ đại quá ha. Thì không ngờ thường ngày sếp Trần như là nghiêm túc lắm, nhưng mà thật ra thì bận tâm tới chúng ta đó. Ông nói là trong ICAC có nhiều bộ môn khác nhau, mỗi bộ môn đều quan trọng như nhau, không phải chỉ có tổ hành động mới quan trọng đâu. Vậy có nghĩa là chà đạp luôn tôi. Ông nói nếu mà tôi làm ở học đường, có được kết quả tốt và trở lại có lòng tin thì có thể xin đổi ra ngay đó mà. Được, chờ cô ra đó. Thiệt đó nha. Cho dù quyết định thế nào, tôi cũng ủng hộ cô. Cảm ơn. Ý, trí tinh thiệt là đẹp quá. Cảm ơn. Anh coi thiệt là dễ thương. Thích thì mua đi. Đẹp lắm chứ. Thưa ông, có phải mua món này hay không? Gọi lại dùm. Dạ được. Cảm ơn ông. Ê, tôi nói là dễ thương thôi, không có nói là phải mua đâu. Thì coi như là tôi mua để nhà cô đi. Phí tiền. Thưa ông, tấm cạc này đã quá thời hạn rồi, xin hỏi còn tấm khác hay không? Tôi trả tiền mặt nha. Cảm ơn ông. Đã deposit rồi, chắc là tiền vô không kịp. Bên cảnh sát nói là mấy loại karaoke như Tomboy thì có nhiều ghê lắm, cho nên hội thường không phải chỉ có một tổ hành động. Cảnh sát đã tránh việc tiết lộ tình báo trước khi hành động, cho nên đã theo chế độ bảo mật. Vậy nghĩa là trước khi hành động mới nói ra mục đích. Có thể nói như vậy. Như vậy có thể nói là có người bắt được tin mới đi. Theo như tôi biết là vì họ không muốn phô trương. Hành động này thông thường chỉ ở phân khu phái một thanh tra cao cấp và một thủ hạ, số còn lại là rút những người từ trong phân khu ra để ráng làm, cho nó không có xung đột về lợi ích. Mục đích của họ là giảm xuống cơ việc phòng ngại tư pháp công chánh trong lúc hành động, cho nên lần này họ chịu hợp tác với ICAC, hy vọng là muốn kiếm ra ai là nội gian. Sếp Cường à, cái tên B. Tôi đã điều tra ra rồi, người nào làm việc cũng cẩn thận, việc gì cũng không ra mặt, cho nên mặt ngoài quán karaoke đó do thằng Hùng coi, thật ra đầu sỏ là anh B. Hắn làm việc cẩn thận như vậy rất là khó bắt. Anh B không phải chỉ coi quán karaoke này, có nhiều hộp đêm cũng do anh coi đó. Cũng lợi hại lắm chứ. Còn nữa, anh bạn này thích phóng xe bằng đêm. Nếu mà như vậy mình có thể thu hẹp lại phạm vi điều tra, bắt đầu từ anh B này.
trăm năm dùng không phải là một hành động bình thường. Anh phải có chuẩn bị tâm lý. Trong lúc hành động, đại đa số là riêng rẽ. Nếu như được, chúng tôi sẽ đáng nghiệm trời sau lưng anh. Anh phải nhớ, thân phận nằm dùng của anh không thể cho ai biết. Hậu quả sẽ ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của anh. Công tác của anh là thu thập tình báo. Chừng đó sếp Cường sẽ lén liên lạc với anh để mà trao đổi tài liệu. Đợi khi có đủ chứng cứ là chúng tôi sẽ có hành động bắt người, thì nhiệm vụ của anh sẽ được hoàn tất. Anh có gì phải hỏi? Nếu như nửa đường thân phận nằm dùng bị người ta phát hiện, để được sự an toàn, chấm dứt nhiệm vụ, lập tức rời khỏi ngay. Việc này anh phải tự lo liệu. Nếu mà anh không muốn hứa thì có thể từ chối ngay. Có cần suy nghĩ không? Tôi tiếp nhận nhiệm vụ này. Kể từ hôm nay, anh Dũng thân phận này giờ không phải là Phương Trắc Văn nữa. Tên nằm dùng của anh là Lý Chấn Văn, độc thân, mẹ qua đời sớm, không có anh chị em. Anh học tới trung học là nghỉ học. 15 tuổi đã lang thang ở khu Samsebui. Anh đã theo một vị đại ca tên là Quê Nhỏ. Vì giành khu vực của người ta mà chém lộn, đã thương người, vô sở trường giáo 2 năm. Nếu như anh muốn nhập bọn với đám ma giáo này, trước tiên phải biết được phương thức sinh hoạt của đám người này và cử chỉ hành vi của họ. Chúng ta sẽ kiếm những người có bối cảnh xã hội đen và những thuộc nữ xã hội đen cho anh. Còn nữa, anh phải xả vào với đám ma giáo để lấy thêm tài liệu trên mình của họ. Anh phải nhớ, trong thời gian nằm dùng, anh là một tên ma giáo chứ không phải là ICAC nữa. Anh là một tên ma giáo chứ không phải là ICAC nữa. Như vậy làm người ta hớt hồn. Vậy sao, gầy cấn vậy hả? Gầy cấn lắm, anh Hùng phóng xe rất là nhanh. Anh giỏi thiệt, đạp hết vào ông theo anh không kịp. Đừng nói thêm, thua rồi phải đãi rượu. Thì uống. Cả đám người họ xuống hộp đêm, anh có thể hành động. Nhưng được. Đội hướng đạo số 1, nữ hướng đạo đang vào tới. Cô hoàn cảnh ra sao? Hướng đạo số 1 nghe rõ. Đại ca, bên này. Đại ca, chuyện gì mà lâu vậy? Ê, không làm việc hay sao? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi uống nước đi. Sao hả? Đang chơi xiếc nào đó có dư không? Đừng nói thêm nữa, để tao làm cái. Uống sao, uống hai ly. Uống hai ly là rồi trời. Cái gì, chém luôn còn được đó, uống rượu đi. Mày đặt nhiều chuyện. Alo, ba, nè, lỡ tiếng chú. Thế giờ, cái máy của tao đâu? Chắc là để quên ở trong xe. Đại ca, chuyện này để em đi làm. Ê, để tao mà. Đại ca không chơi hả? Lát trở lại. Được, thôi mình chơi đi. Gọi tổng bộ hướng đạo, đám nữ hướng đạo đang ra. Anh Văn, họ đã tới rồi, chạy mau. Quy, làm gì đó? Ngưng xe, ngưng xe. Lên xe. Hướng đạo số 2 hành động. Hướng đạo số 2 nhận được. Gọi tổng bộ, hướng đạo nữ. Hướng đạo đó không chịu thả, được theo thằng Giang rồi, trả lời. Gọi anh Giang quả cảnh sát sau.
hoàn cảnh ác liệt lắm. Con chết đi theo sau, cứ không chịu thả, có nhận được không? Thằng nhóc, ngừng xe lại, nghe chưa mày? Ngừng xe lại, ngừng xe, ngừng xe. Anh Dân, quay đầu lại, dù cô chó điên chạy vào khu công nghiệp đi, mau lên. Cái gì? Dòng trở lại hả? Làm theo lệnh của tôi đi. Nhận được. Gọi hướng đạo số 3 chuẩn bị chi viện. Nhận được. Thằng giống đằng sau kìa. Xin lỗi nha. Muốn chết hả? Con đường của mày sao? Đại ca, xin lỗi nha. Xin lỗi. Xin lỗi. Sếp Cương, thiệt là lợi, toàn nhờ các anh thôi. Từ nay phải nhờ mình anh đó. Tôi biết xử sao. Từ lo liệu nha. Đừng hút thuốc nhiều. Đóng kịch thôi mà. Mày nói cái gì báo cảnh sát hả? Từ nay đại ca làm sao ra chơi? Mặc kệ mày làm sao, miễn là núi La Phù cũng mặc, sấy cùng cũng mặc. Lên chỗ đại phim có chuyện giùm tao. Dạ, cả đi. Hả? Vậy đi. Nè, anh cho ra cái đuổi cho coi. Nhà anh Bê à, đừng có bực nữa. Cái thằng đó thì không biết chết mà, dám lấy xe của anh. Làm việc đi. Anh Bê. Nhóc con. Nhóc con, mày gấp xe của tao hả?时常能面对良心，天不会灰暗，或许是功不抵过，也不会疑问一片真。后成全便要牺牲，谁明白我心？论常和义利难分，不知怎去做人，一心想不思公正，却不顾你的情感。如某日我活得地分，